Chào các bạn, rất vui khi các bạn đến với kênh Hương Miền Tây. Hôm nay Hương lại vào bếp và làm món súp gà. Trong chúng ta chắc là ai cũng biết món súp gà. Món này là món khai vị quen thuộc trong các bữa tiệc. Mà mình thấy món này làm bữa sáng cho các bé cũng rất là tốt, rất dinh dưỡng đó mọi người. Món súp ngon, bổ và dễ tiêu hóa nè. Cách nấu thì cũng không quá phức tạp. Tô súp có màu vàng đẹp mắt với mùi hương thơm thoang thoảng, kích thích vị giác cực kỳ luôn. Và bây giờ chúng ta cùng vào bếp để thực hiện nha. Để làm món súp gà thì Hương có các gia vị thông thường như là bột ngọt, muối và đường ha. Ngoài ra thì Hương chuẩn bị nửa ký gà nè. Hương sử dụng cái phần xương gà nhiều để Hương hầm lấy nước đó các bạn. Và một cái đùi gà để Hương xé lấy thịt. Ngoài ra thì Hương còn có chuẩn bị nấm cơm nữa nè. Bắp, củ cải, trứng gà, bột năng, hành tím và rau để nêm ha. Và bây giờ Hương sẽ sơ chế cái phần thịt gà này. Thịt gà này thì Hương cũng đã rửa sạch rồi, nhưng mà bây giờ Hương sẽ cho vào đây nước nóng để Hương trần sơ qua để khử mùi hôi á. Mình trần với nước sôi như thế này khoảng 2 phút, sau đó thì mình rửa lại thật là sạch và mình cho vào một cái nồi như thế này ha. Và mình cho vào đây khoảng 2 lít nước để là mình hầm. Sau khi cho nước vào thì mình cho hành tím vào đây luôn để mình hầm. Mình hầm có hành tím thì mùi của cái nước nó sẽ rất là thơm. Và đây là phụ bếp của mình hôm nay nè mọi người. Đây là Bảo Ngọc, là bé út của nhà mình. Ngọc sẽ vào bếp và phụ qua với Hương là món súp gà này nha. Bảo Ngọc đang cho nước muối vào tô nè để ngâm nấm cơm đó các bạn. Mình sẽ ngâm nấm cơm vào trong nước muối khoảng 5-10 phút nha. Sau đó thì mình mới đem rửa thật là sạch và cắt nhỏ ra. Tiếp theo thì hai mẹ con mình sẽ sơ chế xử lý các phần củ quả này ha. Bảo Ngọc thì sẽ làm bắp nè. Và mình thì sẽ cắt củ cải. Củ cải thì mình sẽ cắt hạt lựu. Nhìn Bảo Ngọc lột bắp cảm thấy rất là khó khăn ha. Lột bằng tay có vẻ như rất là khó. Bạn ấy nói là không có dám cầm dao, nhưng mà lột như thế này thì chắc không ổn rồi. Rất là cứng. Cuối cùng thì cũng xong rồi, đây là thành quả của Ngọc. Nhìn không có đẹp lắm nhưng mà đây là lần đầu tiên Ngọc làm thì cũng tạm đúng không mọi người? Và đây là phần củ cà rốt đã mình đã cắt hạt lựu ra nè. Tiếp theo thì Ngọc sẽ cắt nấm cơm ha. Nấm cơm mình mua hôm nay hơi to cho nên Ngọc sẽ cắt nấm cơm làm 4.
trở lại với nồi gà hầm. Thì bây giờ cái phần đùi gà này nó đã chín rồi nè, thì mình sẽ vớt ra, mình để cho nó nguội, để một chút xíu nữa mình sẽ xé sợi. Còn cái phần xương gà còn lại thì mình sẽ nấu tiếp khoảng 10 phút nữa, để cho nước nó ra thật là ngọt. Sau khi mình hầm thêm 10 phút á, thì mình sẽ vớt ra ha. Mình lấy cái phần xương gà này ra. Sau đó thì mình sẽ cho phần nước này vào nồi và mình thêm nước vào, và mình sẽ bắt đầu nấu súp nha. Mình sẽ cho cái phần bắp nè, mình cho bắp vào đây, sau đó thì mình cho củ cải và núm gươm vào luôn nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây hạt nêm và một chút bột ngọt. Mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn và vừa khẩu vị của từng gia đình ha. Và bây giờ hai mẹ con mình sẽ xé sợi cái phần thịt gà nè. Mình sẽ xé sợi mỏng mỏng ra để một lát nữa mình cho vào nồi súp đó các bạn. Tiếp theo là phần trứng gà, mình sẽ đập trứng gà ra ha, và mình sẽ lấy cái chồng đỏ mình để riêng. Cái phần lòng trắng trứng đó nó hơi đặc, cho nên mình sẽ thêm vào đây một ít nước để cho nó lỏng lỏng ra một xíu nữa, khi mà mình để lên cái khay á, mình để lên nồi súp cho nó dễ hơn đó các bạn. Bột năng thì mình sẽ cho ra một cái chén to hơn và mình cho nước vào đây mình khuấy đều lên. Một lát nữa mình sẽ cho vào nồi súp ha. Khi nồi súp của mình nấu khoảng được 5 phút á, thì mình sẽ cho cái phần thịt gà xé sợi vào đây nha. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần bột năng lúc nãy vào luôn nè. Lúc này thì nồi súp có độ sánh rồi nè các bạn. Nó sánh sánh, nó sền sệt rồi ha. Và mình sẽ cho lòng trắng trứng vào đây ha. Mình sẽ cho lên một cái khay. Mình vừa cho trứng vào thì mình vừa dùng một cái vá để mà mình khuấy đều nồi súp lên. Thì nồi súp mình nó sẽ có những cái sợi màu trắng rất là đẹp luôn.
Sau khi cho lòng trắng xong thì mình sẽ cho lòng đỏ vào ha. Mình cũng làm tương tự. Cuối cùng là mình sẽ cho cái phần rau niêm vào. Vậy là nồi súp của mình đã hoàn thành rồi. Chỉ với vài bước đơn giản thôi thì chúng ta đã có ngay món súp gà thơm ngon nóng hổi rồi nè mọi người. Súp thì sánh mịn nè, được nêm nếm gia vị đậm đà, thịt gà thì mềm. Các loại rau củ như là bắp nè, cà rốt nè, núm gơm nè, rất là giòn ngọt tự nhiên nha. Mình nghĩ là món súp gà này sẽ được lòng rất là nhiều người luôn, đặc biệt là các bé nè. Hãy thêm ngay món súp gà này vào thực đơn của gia đình nha các bạn. Hôm nay Hương nấu súp gà xong thì có 3 thành viên cùng thưởng thức nè. Món súp gà của Hương chắc là sẽ bán đắt lắm đây, bởi vì 3 bạn này rất là thích luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của Hương nha. Nếu như mà thấy clip của Hương hay và hữu ích thì các bạn hãy bấm like, bấm chia sẻ và bấm đăng ký kênh để ủng hộ Hương nha. Hương cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ Hương xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.